Hello tất cả mọi người, thì như cái clip mà hồi sáng nay em có đăng, một cái clip thứ hai thì cũng có cái clip thứ hai là sáng nay em đăng bán chào mào đó. Thì hồi sáng nay có nhiều anh vô xem rồi cũng gọi điện thoại cho em nói Thanh ơi kiểm tra lại cái clip đó. Thì em cũng kiểm tra lại, thì do trong cái quá trình đôi khi em đang quay cái clip mà em không có tắt điện thoại đi, hoặc là cái phần mềm không biết là nó có bị cái vấn đề gì không mà nó cứ bị nhạy nhạy cái tiếng rồi đó. Thì đính chính lại cũng như là giải thích lại với tất cả mọi người đó. Bây giờ sẽ review lại, có những cái dòng chào mào phải nói là rất là đẹp luôn nha. Có được ba bé. Cái thứ nhất, số 1, góc mồng phải nói là rất là dày lanh nhẹ ha. Đây là chuồng số 1, giá là 700k bao trống đó. Chim thì mới vừa về cho nên là nó cũng hơi nhảy đi xíu ha mọi người ha, nhưng mà mẫu này đứng xa xa ra xem, ra hình, nó ra mồng, nó lên mồng đồ này nọ ha. Đó, đây chuồng số 1 nha, giá là 700k. Góc mồng dày, lanh nhẹ. Đây là chuồng số 1, giá là 700k. Bao trống. Đó. Qua bên này là chuồng số 2. Chuồng số 2 này tướng tướng chung chung rồi. Do là các anh biết sao, hồi sáng nay em bắt nó ra trong thùng thì nó bị rớt, coi như là chỉ còn được 2 đến 3 cọng lông đuôi thôi ha. Rồi nhanh gọn lẹ cho anh chị em luôn, giá chỉ có 600k thôi, anh em về nuôi chơi nghe hot ha. Giờ sáng em bắt nó ra, quá trình bắt chim đồ này nọ ha, thì cái dòng chào mào các anh cũng biết rồi, nó rất là bị dễ, coi như là rất là dễ rụng lông đó, cho nên là hồi sáng sơ ý đó, nó bị rớt hết, còn được có 2 3 cọng lông đuôi thôi ha. Rồi bé số 2 này chỉ có 600k nha, nhưng mà yếm thì đẹp nha. Yếm đậm khít. Ở số 2 nha. Rồi qua này số 3 nè. Số 3 này giống cũng giống giống như là số 2 vậy, yếm cũng khít đậm ha. Nhưng mà bé này thì đủ đuôi ha. Đây. Rồi, số 2 và số 3 giá chỉ có 600k thôi nha. Riêng cái bé số 1 giá là 700k, giá không thay đổi do là nó quá đẹp đi. Rồi còn bây giờ review chà lửa đuôi dài nè. Đây là đuôi 18.2 to con ha. Ở chim này thì của cái anh trai ở dưới Cà Tâm á, Cà Tâm Tây Ninh á. Đó, anh chốt rồi nhưng mà chưa thấy chuyển khoản cho nên là thôi đăng clip lại, do là giờ này cũng hết xe rồi, giờ này 2 giờ trưa hết xe rồi ha. Còn ở bên này là 18.5, cái này bên Pleiku lấy nha. Đây. Cái này chút chiều gửi đi Pleiku ha, khỏi cần quay. Bên này là đuôi 18.3 nè, đuôi đẹp, đuôi ben cánh sệ nè, 400k nè, chuồng số 6 nè. Đây chuồng số 6, 400k. Qua bên này chuồng số 7 nè, 20.05, tôm nhẹ ha, giá 1.600.000. Đó, đuôi tôm nhẹ nha. Chuồng số 7. Rồi chuồng số 8 này là hết rồi nè. 197 đuôi ben cánh sệ 800k. Rồi đó, chỉ có nhiêu đó thôi ha. Review lại tập 2.